Đây là những bao đậu tương giả mạo tên, địa chỉ tổ chức, sản xuất, nhập khẩu hàng hóa đã bị đội quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với lực lượng công an kiểm tra và phát hiện tại hộ kinh doanh ở huyện Đông Anh. Chủ hàng không xuất trình hóa đơn chứng từ hợp pháp của hơn 12 tấn đậu tương đang được chứa trữ tại cơ sở. Trước đó, đội quản lý thị trường số 10, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phối hợp với phòng PC03, Công an thành phố Hà Nội và Công an huyện Mê Linh kiểm tra kho lạnh tại địa chỉ Lô 11, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, phát hiện gần 12 tấn dạ dày lợn có nguồn gốc từ nước ngoài, đã xử phạt 180 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm. Vấn đề an toàn thực phẩm đối với các cái kho lạnh ở khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh thực sự là rất nóng và tiềm ẩn nhiều cái vi phạm, từ đặc biệt là những cái tháng từ nay đến cuối năm. Thì đội quản lý thị trường số 10 cũng tăng cường công tác phối kết hợp với cơ quan chức năng liên thông với nhau để giữ được có những cái nguồn thông tin nhanh nhất và chuẩn nhất để khi tiến hành kiểm tra thì phát hiện và xử lý kịp thời đối với những cái lô hàng vi phạm. Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến 15 tháng 5, các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã xử phạt 1.679 cơ sở vi phạm với số tiền phạt hơn 8,8 tỷ đồng. Trước tình hình vi phạm an toàn thực phẩm còn diễn biến phức tạp, công tác thanh tra kiểm tra sẽ được lực lượng chức năng thành phố Hà Nội triển khai từ nay đến những tháng cuối năm. Trong thời gian tới thì quản lý thị trường sẽ phối hợp với các cái cơ quan chức năng và chỉ đạo các đội quản lý thị trường nắm bắt cái tình hình sản xuất kinh doanh thực phẩm, và chúng tôi sẽ xử lý các nghiêm các cái vi phạm về an toàn thực phẩm. Bảo đảm vệ sinh thực phẩm luôn là mối quan tâm của chính quyền và nhân dân thủ đô. Với hàng nghìn cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, công tác quản lý đòi hỏi nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng chức năng thành phố, nhất là trong những tháng cuối năm này.